Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thanh long, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc minh đường, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc tư mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc câu trần về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày mậu thân tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại dịch thổ kỵ tuổi nhâm dần giáp dần ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thân lục hợp với tỵ tam hợp với tí và thìn thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hài hợi, phá tị và tuyệt mão. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi canh dần, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tí, nhâm tí, canh dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, sao nguyệt ân, sao lộc khố, sao dịch mã, và sao thanh long hoàng đào. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn, sao hoang vu, sao quả tú, sao sát chủ và sao tội chỉ. Và đặc biệt, đó, ngày này là ngày sát chủ và theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỳ, trăm sự đều kỳ. Vì vậy các bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính bắc, theo khẩu minh hôm nay là ngày thiên tài là ngày tốt nên xuất hành cầu tài thắng lợi được mọi người giúp đỡ mọi việc đều được thuận lợi tiếp theo mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi Đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi tí thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi tí cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn chia sẻ cho nên mọi việc với bạn trong ngày hôm nay đều được hanh thông thuận lợi đến không ngờ các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tý cũng nhờ đó mà có được sự hài hòa hơn trước khá nhiều lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tý, đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy bản mệnh đang có sự tự tin để khẳng định được vị thế của bản thân mình. Với những người tham gia thi cử trong cái thời điểm này, với bạn đang có được báo hiệu, có những tín hiệu khả quan, chỉ cần bạn vững tâm, ôn luyện, chắc chắn kết quả sẽ đạt được như mong đợi của bạn mà thôi. Đúng là trong ngày này, thần may mắn đã gọi tên bạn, khi cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tí cũng không kiếm phần được tốt đẹp. Bạn đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này sẽ giúp cho mối quan hệ của bạn và người ấy càng một gắn kết hơn. Sự lắng nghe và chia sẻ của cả hai ngày một thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng ngày càng gắn kết hơn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy công việc được suôn sẻ thuận lợi bất ngờ tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa mối quan hệ về tình cảm có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tự tin khẳng định vị thế của bản thân mình ở vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc, lắng nghe và chia sẻ giúp cả hai đều có được sự thấu hiểu nhau hơn. Và đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 46, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi thân, tuổi xỉu. Từ vi tuổi xỉu thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021, xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi xỉu cho chúng ta thấy là bà tuổi xỉu đang gặp được ngày của chính tài trợ mệnh. Cho nên với bạn tuổi xỉu trong ngày hôm nay chẳng lo lắng về vấn đề tiền bạc, các thần chiếu mệnh, chủ về tài lộc sẽ mang đến cho bạn có được tin vui và túi tiền của bạn trong ngày hôm nay sẽ dài hơn hẳn lên nhờ những khoản tiền lương hoặc là tiền thưởng mà bạn xứng đáng có được. bạn mệnh tuổi sửu trong ngày này cũng cần phải nhớ là lên kế hoạch quản lý về tài chính một cách cụ thể và rõ ràng để tránh việc chi tiêu vượt quá mức giới hạn của bản thân. bạn vẫn cần phải kiểm soát về tinh thần mua sắm đang hừng hực khí thế của mình nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh Tô Kim Vượng. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ dàng tìm được tiếng nói chung với những người thân trong gia đình. Với những mâu thuẫn dần được hóa giải. Còn đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội tìm được nửa kia của mình qua những buổi gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, tiền bạc rụng rỉnh trong tay. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, cần phải học cách chi tiêu hợp lý. vi tuổi dần thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi cái điều này làm cho những mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay trở nên căng thẳng và phức tạp hơn trước với những bất đồng trong công việc cũng như là trong cuộc sống là nguyên nhân chính khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng gia tăng và với bạn tuổi dần trong ngày này bạn nên tránh những cuộc tranh giành về quyền lợi trốn công sở do tỷ kim chiếu mệnh mang tới với bạn tuổi dần bạn đang cảm thấy cô độc tuy nhiên có lẽ đây là sự lựa chọn thích hợp nhất cho bạn trong cái thời điểm này bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần đang gặp ngày có kim khắc với mộc có lẽ đây chưa phải là thời điểm để cho bạn tiến bước xa hơn nữa trong mối quan hệ của hai người bạn đừng có để cho tình cảm chia mở mắt mình mà vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian sẽ giúp cho bạn và người ấy hiểu về nhau rõ hơn. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tránh xa những thị phi trốn công sở từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa với những mâu thuẫn phát sinh là điều không thể tránh khỏi từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hãy tìm hiểu đối phương thật Kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc đừng có để cho tình cảm làm mờ lý trí tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim đôi khi sự cô độc cũng có lợi ích riêng của nó phải đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 25 số 57 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bà tuổi mão gặp không ít những rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc trong ngày hôm nay bản mệnh tuổi mão dễ bị chó ngập trước những lời mời gọi hấp dẫn để rồi vội vàng đầu tư mà không tìm hiểu những rủi ro tiềm ẩn phía sau đó với bạn tuổi mão bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt trước khi đưa ra quyết định về những chuyện liên quan như thế này. Số tiền đầu tư dù là lớn hay là nhỏ cũng là công sức mà bạn đã bỏ ra bấy lâu nay. Bạn đừng có để cho chúng một đi không trở lại. Ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành kim mộc xung khắc, cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi mão cần phải cẩn thận với những mối quan hệ khác giới sự tin tưởng đặt nhầm trọ sẽ khiến cho bạn chịu những sự tổn thương mà khó có thể làm lành được vài từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải tỉnh táo và sáng suốt trước những quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa có nguy cơ mất tiền hao của nếu như bạn không biết nhìn xa trông rộng tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ đừng có để bị cuốn vào những lời chào mời hấp dẫn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cần phải cẩn trọng với những mối quan hệ với những người khác giới, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, đừng có tự mình làm cho mình bị tổn thương. Về đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi mùi tuổi tuất Từ vi tuổi thìn thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn đang gặp được ngày có ngũ hành thìn thân bán hợp cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi thìn đón nhận nhiều tin vui trong công việc ngày hôm nay Bản mệnh tuổi thìn xây dựng được những mối quan hệ xã giao bền vững và đây là cơ hội để cho bạn ký kết hợp đồng mới cũng sẽ xuất hiện sớm mà thôi. Thêm nữa, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, về tình hình tài chính của bản mệnh, còn có những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ nhờ bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh và rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hoặc là khoản thu nhập thêm từ ngày tay trái của mình nữa. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành, thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thìn mở lòng mình hơn. Bạn đừng có ngại ngần tham dự những buổi gặp gỡ do bạn bè, người thân giới thiệu. Bạn có thể sẽ tìm được một nửa của mình ở nơi đó nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa cần phải cẩn trọng trong từng vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là tiền bạc. Từ vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, về tình hình tài chính của bạn có được sự khởi sắc đáng kể. Từ vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc có được cơ hội tìm được một nửa của mình. Từ vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim công việc được thuận lợi, có cơ hội ký kết hợp đồng mới. Từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ gia đình có được sự hài hòa, tốt đẹp. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 95, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang xây dựng được các mối quan hệ làm ăn thuận lợi khi bạn đang gặp được ngày cũng ngũ hành tỵ thân lục hợp và đây sẽ là nền tảng cho con đường phát triển trong tương lai của bạn về sau này. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ cũng đang có được thực thần chia chở, bạn mệnh còn có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay, đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán, làm nghề tự do, đừng có bộ lọ thời cơ, có một không hai như thế này đến với mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc, cái điều này làm cho chuyện tình cảm trong ngày hôm nay của bạn lại không được như ý muốn với những xung đột nảy sinh từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống cũng có thể trở thành mầm móng của nguy hại trong mối quan hệ của hai người. Với bạn tử tỷ, bạn cần phải tìm cách để hóa giải chúng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Về từ vi tuổi ất tỵ thì thuộc mệnh hỏa với những mâu thuẫn âm ỉ là liều thuốc độc trong chuyện tình cảm của hai người. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cơ hội phát tài phát lộc nhanh chóng. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc sớm tìm cách hóa giải được những mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim trong những mối hợp tác làm ăn có được sự bền vững là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của bạn. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe trong ngày hôm nay. và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân. ở vi tuổi ngọ thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận tình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Cũng chỉ vì tin lầm người mà bạn tuổi Ngọ dễ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân và bạn phải chịu những hậu quả đáng tiếc, tiền bạc thất thoát nặng nề. Trong vận trình ngày thứ ba này với bà tử ngọ cũng đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc. Cái điều này làm cho bạn mệnh cần phải quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình. Bạn đừng có biện minh cho sự bận rộn của bản thân mà bộ bê người ấy. Sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được những hố sâu khoảng cách giữa hai người nữa đâu. Và ngày này với bạn tử ngọ, để cho công việc được thuận lợi hơn, bạn nên chọn những giờ tốt cũng như là hướng xuất hành tốt để có được nhiều sự may mắn trong công việc. Hướng tốt trong ngày đó là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đặt lòng tin sai chỗ hậu quả sẽ khó lường. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy chọn giờ tốt hướng tốt để xuất hành mọi việc sẽ thuận lợi hơn cho bạn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, kẻ tiểu nhân nhăm nhia, chiếm đoạt những gì bạn có trong tay, Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, chỉ có chia sẻ và lắng nghe thì mới mong mọi người hiểu thấu cho mình. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, công việc gặp nhiều trắc trở, thách thức và bạn cần phải nỗ lực hết mình mới có thể vượt qua. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao con số may mắn số 25 số 79 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với ba tuổi mùi ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi mũi đang có được báo hiệu tại qua một ngày gặp nhiều may mắn khi bạn đang gặp được ngày có chính tài ở bên túi tiền của bạn cứ thế đầy lên tuy nhiên có vẻ như bản mệnh đang khá bằng lòng với thực tại thì phải và bạn có biết mình chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước với những thành quả mà bạn sẽ đạt được còn vượt mức mong đợi của mình nữa Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia ngày một nồng nàn, thắm thít hơn. Cả hai đã dành những khoảng khách thời gian ít ỏi cho nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống nữa rồi và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 29 tháng 6 năm 2021, theo âm lịch là ngày 20 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày này là ngày sát chủ, vì vậy với bạn tuổi Mùi không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay như là chôn cất, tu bổ về mồ mã, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các vụ việc làm thủy lợi, vì vậy với bạn nên sắp xếp công việc để thực hiện sao cho đạt hiệu quả cao nhất nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, bạn và gia đình có những giờ hạnh phúc bên nhau. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có được vận may về tài lộc tới. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa đừng có vội hài lòng với thực tại. Hãy nhìn về tương lai xa hơn. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, mối quan hệ về tình cảm lứa đôi ngày càng nồng nàn, thám thít. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, với những nỗ lực của bạn sẽ sớm được nhận thành quả xứng đáng. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 45, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh và đây là hung thần sẽ làm cho bạn phải đối mặt với không ít những rắc rối, tranh cãi liên minh. đặc biệt là đối với những người có chức quyền trong xã hội. Với bạn tuổi thân, tâm tính nóng nảy do thiên quan chiếu mệnh đem lại khiến cho bạn khó giữ được bình tĩnh và có những hành động bộc phát. Tốt nhất là bạn mệnh nên tránh xa những chuyện thị phi kéo lại rước họa vào thân. Trong ngày này với bạn tuổi thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này cho thấy bạn mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình. Đặc biệt là đối với những người đang có tiền sử về bệnh đường ruột, hệ tiêu hóa thời tiết nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng ăn uống của bạn kiếm nguồn miệng cơ thể bị suy nhược và bạn đừng quên uống thật nhiều nước và ăn uống đủ chất để cho sức khỏe của mình được cải thiện tăng cường sức đề kháng cho bản thân về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên tránh gây gõ với những người có địa vị cao. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ăn uống đầy đủ và tập luyện đều đặn là bí quyết để tăng cường sức khỏe. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tránh xa những chuyện thị phi chốn quan trường, kéo lại rước họa vào thân, tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim với những rắc rối tranh cãi có thể xảy ra linh minh. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày Giàu thân tương hội, cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu nhìn thấy công việc của mình trong ngày hôm nay có được những bước phát triển vượt bậc mọi kế hoạch mà bạn đã tiến hành một cách thuận lợi, suôn sẻ và nhanh chóng đạt được kết quả. Trong các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi Dậu trong ngày này có được sự tốt đẹp sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cái thời điểm này và bạn có được cơ hội cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình hơn dưới sự tác động của chính quan chiếu mệnh. Ngày này Thiêu Hải Thượng Lạn Ông, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này, nhân thần ở trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích ở các vị trí ngày trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không nên động chạm hay là làm tổn thương tới những vị trí nhân thần trên cơ thể tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ sức khỏe là vốn quý bạn cần phải coi trọng và giữ gìn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh mộc với những kế hoạch của bạn đang đi theo đúng tín độ và vô cùng suôn sẻ tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có được cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 48, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu ánh kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này mọi dự định của bạn có thể sẽ được hanh thông cũng một phần là nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân tam hội dù có gặp phải khó khăn vướng mắc trong lúc này thì bản mệnh cũng dễ dàng vượt qua được quý nhân có thể ở ngay bên cạnh bạn là người thân bạn bè và đồng nghiệp cấp trên hay là đối tác của bạn bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi tuất cũng đang gặp được ngày có thiên tài đổ mệnh. Các điều này sẽ làm cho bạn tuổi Tuất có thể đón nhận những tin vui về tiền bạc bất ngờ. Cơ hội phát tài một cách nhanh chóng chẳng mấy ai có được. Vì vậy với bạn tuổi Tuất hãy biết tận dụng lợi thế của bản thân. Nếu không bạn sẽ phải hối tiếc về sau này nữa nhá Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có được nhiều tín hiệu khởi sắc khi bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vương. Khả năng bạn sẽ gặp được một nửa của đời mình qua những cuộc gặp gỡ mai mối là rất cao, vì vậy bạn cần phải vui vẻ đón nhận tình cảm của đối phương nữa bạn tuổi tốt nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, khó khăn vướng mắc đều bị lùi bước trước quyết tâm mạnh mẽ của bạn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ về tình cảm có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, sức khỏe được duy trì ổn định không phải lo lắng điều gì, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có quý nhân trợ giúp, mọi việc được hanh thông, suôn sẻ, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, hãy mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Phải đánh giá của ba tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày 29 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi ạ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, hỏi thân, tương hại và đây là lời cảnh báo cho bạn tuổi Hợi trên con đường tiến tới thành công sẽ gặp không ít những kẻ tiểu nhân hãm hại. Bạn tuổi Hợi, bạn cần phải luôn tỉnh táo và hành động một cách cẩn trọng nếu như bạn không muốn bị kẻ xấu bụng trong bóng tối tìm những điểm yếu để hạ bệ bạn trong phút chốc. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với tài năng và trí thông minh sẵn có của bạn giúp cho bạn có được sự tự tin để khẳng định vị trí của bản thân mình ghi dấu ấn không nhỏ trong từng bước phát triển của tập thể tuy nhiên với bạn tuổi hợi bạn cũng đừng vì thế mà tỏ ra cao ngạo không thấu đạt lòng người đó có thể là nguồn cơn rắc rối mà bạn sẽ gặp phải trong tương lai nữa nhé Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn trong thời điểm này đang có được những dấu hiệu tiến trị đáng kể. Việc ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện điều độ sẽ giúp cho bạn vừa có thể kiểm soát được cân nặng vừa giúp cho cơ thể của bạn khỏe mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng để chống lại mọi bệnh tật. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, kẻ tiểu nhân rình rập chờ đợi thời cơ để hạ bệ bàn. Tử vi tuổi đinh hỏi thuộc mệnh thổ, sức khỏe có dấu hiệu tiến triển khá tốt. Tử vi tuổi kỷ hỏi thuộc mệnh mộc, sự kiêu ngạo có thể là rào cản ngăn cản bạn đến với thành công. Tử vi tuổi tân hỏi thuộc mệnh kim, luôn tỉnh táo và hành động sáng suốt. Tử vi tuổi quý hỏi thuộc mệnh thủy, tự tin khẳng định năng lực của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 35 số 67 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi mão tuổi dần cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng ít like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào gặp lại